Bạn cần mua áo game anime thời trang hãy đến shop áo mùa việt.com nha anh em ơi, với nhiều mẫu mã thiết kế cá tính đẹp mắt cùng nhiều size phù hợp. Áo liên quân, áo 45, one buy, miễn phí giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mùa việt sẽ chơi con tướng quốc dân Van Hên và trang phục quốc dân Quang Vinh. Cái tên là Lâm Văn Tặc, nhưng mà mình không hề thích chơi cái phong cách này, mà chính là cái phong cách anh em ơi Phọt Tờ Chửa Hân thầy hả. Bạn thừa biết rằng kỹ năng của Van Hên là sát thương phép, dù chúng ta có nên toàn đồ công vật lý. Chính vì vậy khi team có 2 AD là có thể chơi cái phong cách đam siêu to khổng lồ từ kỹ năng, đặc biệt là cái chiêu cuối nha, đánh sướng cực kỳ luôn. Nếu mà anh em không tin thì hãy xem đây, chiều cuối chuẩn bị hồi này. Choáng châu 2 Phọt, trời ơi, về vãi. Có mạng ngay anh em ơi. Mà biết đâu bất ngờ nếu mà tướng địch đứng gần nhau ấy, mà các bạn có thể dùng chiều cuối tốc biến chiều cuối, thì cái lượng sát thương nó cực kỳ kinh khủng nha. Nói chung là dù tên bạn có những pha ném từ xa từ mũi tên của Lavin, rồi ném đá giấu tay của bác Kindu, hay ném lao cũng giấu tay, rồi ném bướm ảo của bé Felixi, thì cũng không sợ đâu, bởi vì mình chơi Van Hên phun phép mà các bạn ơi. Thực sự Van Hên phun phép là một phong cách có thể nói là hơi trộn chút xíu khi mà team không có vị tướng AD khác. Mình là nguồn sát thương chủ lực thì sẽ khá là yếu một chút xíu. Nhưng nếu team của AD có dừng AD rồi, là một phong cách hoàn toàn phù hợp và cực kỳ hay đấy các bạn ơi. Và tối địch có thể là bất ngờ với cái phong cách này đấy. Các bạn không hit and run mà các bạn chơi kiểu sốc đam đấy, cực kỳ sướng nha anh em ơi. Lâu lắm rồi không chơi Van Hên và Van Hên phương phép, cảm thấy đánh sướng hơn Van Hên sát thương vật lý. Vì vậy để xem anh em ơi, để xem nào, mình đã cái trụ cái đã. Không thèm solo hit and run với Lavin, mình chơi kỹ năng luôn. Wow, hay, phá được chiêu rồi. Nhưng mà từ từ nha, đợi team mình cái đã. Ở đây là 3 người này. Slim thì cũng chuẩn bị di chuyển sang này. Trời ơi, chạy bạn ơi, khá là gắt. Khi đánh Van Hên các bạn nhớ trang bị cái bảng ngọc 32% tốc đánh nha. Chi tiết bảng ngọc tại phần mô tả video clip của Hồ Việt, cùng với cái phù hiệu ma chú. Ma chú đã sẵn sàng rồi. Đi nào, cáo lên luôn. Rồi, wow. Từ từ nha, từ từ bạn ơi. Ô hay này. Chưa cuối. Phạt. Trời. Nó cứ phải gọi là phê thực sự đấy anh em ơi. Một phát phọt trúng hai con chim. Trời ơi, à không, như kiểu là một mũi tên trúng hai đích ý. Sướng cực kỳ luôn. Một chiêu hai mạng là có thật đấy. Nhưng mà đó là tướng địch còn tầm lượt cái máu thôi, chứ phun cái máu là không thể được đâu nha. Mình còn nhớ ngày xưa một cái chiêu cuối của Van Hên là hơn 6k, hình như là 7, hơn 7k anh em ơi. Hơn 7k sát thương phép nếu mà chúng ta phun đổ. Với lượng sát thương là hơn 7k thì một vị tướng AD nào có thể chịu đổi. Đấy. Bây giờ thì không thể so với như xưa, nhưng mà lượng sát thương vẫn rất là to nha, tầm 6k là có thể đấy các bạn ơi. Nếu các bạn nên đồ chuẩn cho Van Hên phun phép, thực ra nếu mà các bạn muốn chơi an toàn hơn là các bạn nên cái quả cầu băng xương nha. Khi lên quả cầu băng xương xong, anh em lên cái đồ công phép tiếp theo, một cái đồ xuyên giáp phép là cái sách chi hồn. Sách chi hồn bây giờ nó đồ cực kỳ mạnh vì nó có cái giá thành rất là rẻ này, có xuyên giáp phép này, có máu tối đa này, có công phép cũng rất là cao, công phép là hơn 200 đấy, công phép cực kỳ cao và chỉ số cực kỳ nhiều đó. Chính vậy trong phiên bản tiếp theo thì cái sách chi hồn nó thay đổi công thức đấy các bạn ơi. Đấy, sát thương được kỹ năng chiều cuối là lúc nào cũng to, chạy đi đâu ném kỹ năng là sát thương sẽ to hơn nếu mà chúng ta lên theo phong cách công vật lý và tốc đánh nha. Thực ra Van Hên là vị tướng hit and run cực kỳ sướng, dù các bạn chơi phong cách nào thì hit and run cũng sướng. Nếu mà phun phép thì mình có cái thập tự kiếm với đòn đánh thường cộng thêm sát thương phép mà anh em ơi. Ok này, tiếp tục lên đồ là sách chi hồn. Sách chi hồn xong thì lên vương miện hê kết.
nói chung kỹ năng là đam siêu to khổng lồ luôn. Mà tôi định áp sát mình, sát thủ áp sát mình thì lại càng nguy hiểm. Không phải là mình nguy hiểm nha, mà các bạn ấy nguy hiểm đấy anh em ơi. Ok, và ngày hôm nay tiếp tục làm video clip tặng fan bạn Lâm, một cái tên là Lâm Văn Tặc. Nhưng mình không chơi Lâm Văn Tặc, không chơi phong cách Lâm Tặc, bởi vì TAD Lâm Tặc rất là nguy hiểm anh em ơi. Đánh sát thủ cơ động hay những vị tướng cơ động châu bò thì chúng ta có thể chơi được như thế. Còn AD là chúng ta Lâm Tặc chết tặc sụa luôn anh em ơi. Ôi quay 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 chạy làm sao được bạn ơi. Đánh Van Hien ý, để các bạn cố gắng lấy nội tại trước khi vào đánh nhau thì mình sẽ có lợi hơn. Biết đâu bất ngờ là chúng ta có cái phi tiêu màu đỏ hoặc là phi tiêu màu vàng sẽ gây nhiều sát thương và khả năng choáng địch. Dù phi tiêu bây giờ choáng rất là ít, không phải như xưa. Những ngày xưa là choáng hẳn 1 giây cơ, bây giờ có 0.25 giây thôi. Nhưng mà không sao anh em ơi. Wow, đấy. Ok, hợp với chiêu cuối của Quyền Vương, hai đứa lên bản số luôn. Tưởng không hay mà là hay không tưởng đấy. Và hay không phép đánh sướng hơn là không phải lý nhiều các bạn ơi. Trận đấu này thì mình được có Quyền Vương ấy chứ. Toàn những đứa gọi là sát thương siêu to. Ê, đá thêm phát nữa bạn ơi. Rồi đây, đá, ôi. Ôi xong. Ngu người. Quả đấy mà Quyền Vương đá phát thứ hai trúng ấy là bạn đấy ôi giảm giáp phép chống địch. Thì mình dùng, à không, hình như là Quyền Vương là xuyên giáp phép anh em ơi, không phải là giảm giáp phép. À mà mình cũng không nhớ luôn, anh em là nhớ là Quyền Vương chiêu 2 xuyên giáp phép hay giảm giáp phép nhở? Nếu không mình bên dưới demo Việt biết lại nha. Thì không, trong nữa lại phải đọc lại kỹ năng đấy. Ok, một pha xử lý đặt tính sai đam. Tính sai đam thì cái kết cục rồi các bạn ơi. Sai đam là xuất mặt ngay, hơi ảo tưởng một chút xíu. Nếu mình có vương vị hệ kết là chắc là đủ đam, nhưng mà thiếu vương vị hệ kết thành ra là không đủ đam anh em ơi. Lavin này, Lavin này. Bạn thử đoán xem Lavin có chạy được không? Với một combo, tất nhiên là không chạy được rồi. Bot. Bây giờ mới chuẩn bị lên cái vương vị hệ kết này. Khi có vương vị hệ kết sẽ sướng hơn rất là nhiều nha anh em ơi. Rồi đừng đùa nha bạn ơi. Không đùa đâu nha, không đùa đâu nha. Trời ơi. Cứ thể tưởng là dễ ăn nhưng mà lại quay không tưởng từ bản thỏ Slim. Đúng rồi, đẩy nhanh. Cái phong cách này late game cũng không quá khỏe đâu anh em ơi. Và cái phong cách này nó cần phải áp sát để dùng kỹ năng cuối, nó đam sẽ to hơn. Đấy. Thành ra là anh em ơi, cố gắng này game sớm nha. Cứ dùng kỹ năng từ xa thì chiều cuối nó đam nó không to. Nhưng bây giờ mình đang làm chùm rồi. Lavin ý, chỉ cần một combo thôi, từ sát thương, từ kỹ năng chiêu 1, chiêu 2, chiêu cuối cộng với lỗ đam của cái ma chú ý, là thừa sức giết được Lavin hoặc là Slim. Còn nếu bạn đấy mà muốn áp sát mình ý là kiểu gì cũng gãy ngay lập tức đấy các bạn ơi. Rồi chỉ còn một đường nữa thôi này. Cái đồ cuối này anh em có thể chơi khô máu bằng cái sách thánh này. Còn anh em có thể lên cái đồ là gươm tận thế. Còn nếu mà an toàn hơn là lên cái giáp hộ mệnh nha. Nói chung là đồ thì cũng khá là phong phú. Và thậm chí là tiểu địch có nhiều hơn trông choi thì anh em có thể lên cái trượng khuôn mang. Wow, các bạn thấy chưa? Cái chiêu cuối nó đam rất là nhiều luôn. Chắc chắn trận đấu này là mình đam to nhất bản đồ luôn. Ok này. Như vậy thì có lẽ thì trận đấu kết thúc lại đây thôi. Bởi mình anh thỏ thì không đỡ được rồi. Sumovietvn bán đích đơn quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được.
Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.